Hoàng đại ca, vết thương của Quynh chưa khỏe hẳn, giờ này sao chưa nghỉ ngơi nữa? Quynh nhớ tỷ tỷ sao? Quynh định sáng mai sẽ lên đường. Quynh muốn đi kiếm tỷ tỷ, muội đi theo Quynh. Phu qua. Hằng Nhi. Phu hoàng. Bọn chúng bắt con về hay sao? Dạ không, tụi con về để gặp phụ hoàng. Phụ hoàng biết mà, chắc là tái sứ lợi dụng phụ hoàng để uy hiếp con. Con phải như vậy không? Con rất là khờ, trở về làm không gì chứ? Đâu. Con không thể bỏ phụ hoàng ở đây. Hằng Nhi, con. Còn Nhan Hi, Quynh đã hứa thế nào với tôi? Quynh hứa tôi về, Quynh sẽ thả phụ hoàng tôi ra mà. Thánh nữ không cần nóng giận. Thánh nữ sắp là nương tử của ta. Ta không nói dối, ta không muốn nhật phụ tương lai của ta phải cầm tù nữa. Thảo Hoàng thượng. Dạ. Ta đã chuẩn bị rượu và đồ ăn ở đại điện. Hai vị xin mời. Phu hoàng. Hằng Nhi, tại sao con khờ quá vậy? Hoàng thượng, thánh nữ, chúng ta sắp là người một nhà. Tôi hy vọng những ân oán trước đây của chúng ta hãy xóa bỏ hết đi. Nếu ta có lỗi làm gì với thánh nữ và hoàng thượng, ta xin dùng một ly rượu này để tạ tội. Quynh không cần làm bộ gì với tôi, có chuyện gì cứ nói ra. Ta muốn nhắc nhở thánh nữ, hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Tôi không hứa hôn ước gì với Quynh hết. Nhưng mà có một cái ta muốn nhắc, là hiện giờ binh quyền của Đại Kim Quốc đang nằm trong tay của hai cha con chúng ta. Ngài vàng phải có cần binh quyền bảo vệ. Nếu như công chúa hồi hôn, thì ta không dám đảm bảo hoàng thượng có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng. Không lẽ ngươi dám quán vị hay sao? Chuyện đời ai biết được. Đừng nói chỉ là ngai vàng của hoàng thượng, thậm chí an nguy của hoàng thượng, ta nghĩ cũng không ai dám đảm bảo đâu. Vậy là Quynh đã lạm dụng binh quyền. Miễn là thánh nữ chịu thành hôn, thì hoàng thượng sẽ là nhạc phụ của ta. Ta sẽ kính nể hoàng thượng. Ta không gả Hằng Nhi cho ngươi đâu. Ta thấy có lẽ thánh nữ đã hiểu lầm ta. Vậy ta cho thánh nữ thêm thời gian để thánh nữ suy nghĩ. Nhớ kỹ, đừng có ép ta. Phụ hoàng không cần phải lo lắng. Chuyện tới đâu thì hay tới đó đi. Quynh tới đây để dẫn muội. Không được, muội không thể đi theo Quynh. Vì cha của muội sao? Chúng ta sẽ đưa ông ấy đi luôn. Cha muội không đi theo Quynh đâu, vì cha muội là hoàng thượng mà. Muội vì cha muội mà mạo hiểm trở về, cả lẽ cha muội không thể vì muội mà bỏ ngai vàng sao? Muội không cho phụ hoàng làm như vậy. Quynh cũng không cho muội ở đây nữa. Muội sẽ thành hôn với Hoàng Nhan Hi. Nó ép muội sao? Không phải. Nếu muội bằng lòng, lần trước đã thành hôn với nó rồi mà. Nhưng bây giờ Quynh ấy tốt với muội lắm. Ở trên đời này ngoài Quynh ra, không còn ai tốt với muội nữa đâu. Muội không muốn theo Quynh sống cuộc sống phiêu bạc, muội phải về cuộc sống vinh hoa phú quý của muội. Con người của muội không phải vậy. Nhưng con người sẽ thay đổi. Trái tim không thay đổi. Muội không còn yêu Quynh nữa. Muội đừng tự lừa dối nữa. Đừng ép muội, Quynh đi đi. Nếu không thì muội.
Thank you.